Tôi thích một người phụ nữ trưởng thành, hay còn gọi là một người phụ nữ từng trải. Họ đi qua những cái cung bậc thăng trầm cảm xúc trong cuộc sống này. Họ thấu hiểu đàn ông. Khi bạn mệt, họ sẽ đến họ chăm sóc bạn. Khi bạn nói bạn bế tắc, thì họ sẽ đến họ chia sẻ và tâm sự cùng với bạn. Và đôi khi bạn vấp ngã trong cuộc đời này, thì họ sẽ đứng dậy, họ sẽ đỡ bạn lên. Còn khi mà bạn quen một người phụ nữ mà chưa trưởng thành, họ sẽ nghĩ rằng ngày mai đi đâu chơi, đi ăn, đi xem phim, đi tìm cách đi chỗ nào, đi giải trí, đi chơi bời này kia. Nhưng mà phụ nữ trưởng thành họ khác hoàn toàn với cả những cái người phụ nữ chưa trưởng thành ở chỗ đấy. Đàn ông mà ai chẳng muốn là tìm cho mình một người phụ nữ có đủ sự thấu hiểu và chia sẻ cùng với bạn, đúng không ạ? Thì tôi thích phụ nữ trưởng thành ở cái chỗ đấy. Họ thấu hiểu được tất cả mọi thứ, họ đồng quan điểm cùng với tôi, và họ có thể là lắng nghe được tôi nói tất cả những gì trong cuộc sống này cùng với tôi ạ.